Vâng, Galo xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video clip ngày hôm nay, một clip em Hiếu Minh xin phép review chi tiết đến dòng đẩy chính hãng chuyên trị xúc kép phun đôi cho các bác và anh em. Với công suất cho ra là 1.800W một kênh và hai kênh, có thể đánh được tốt chiếc xúc kép phun đôi coi 100 hoặc là xúc kép coi 100, 115, coi 125 các bác nhé. Mẫu đẩy chính hãng nội địa Trung Quốc Diamond. Những dòng này thì được đơn Hiếu Minh đã bán trong thời gian rất dài qua, cũng như nhất là những mẫu đẩy 4 kênh class D hay class H đã bán trong thời gian rất là dài qua. Và cái điều quan trọng, đây là mẫu đẩy phiên bản 2022 phụ bác anh em với rất nhiều tính năng. Thứ nhất, khỏe, bền, giá hợp lý. Và cái thứ hai nữa là có tính năng chống chập dây loa, nghĩa là bảo vệ cho chính bản thân con đẩy này các bác nhé. Đầu tiên, trước khi quay vào tính năng chống chập dây loa thì em sẽ test tính năng chống chập dây loa trước, xong rồi sẽ quay nội thất để bác cùng xem nhé. Dũng ơi, bật cho anh nghe nhạc nào. Đây, trước mắt em xài thì em sẽ đây. Trong này thì em đánh giá rất là cao, thì bác thì trong này nhá, quạt gió rất là êm. Dũng bật cho anh cái đấy đã, bật cho anh lên nào để bác cùng nhìn. Đấy, em bật nhá. Em bật này. Em sẽ giơ sát bác nghe. Nói chung là so với các mẫu đẩy khác trên thị trường cùng phân khúc này thì con đẩy này quạt rất là êm bác nhá. Đây, em đổi thôi để sát luôn này. Nó không kêu to nên là nó vẫn hơi chạy nhưng êm hơn rất nhiều so với những dòng đẩy khác. Đấy là một đặc điểm mà em muốn nhấn mạnh các bác đầu tiên về hình thức bên ngoài. Made in China, dựa Trung Quốc. Ở đây thì em đã đấu sẵn với một chiếc loa này. Còn bên trên thì em đấu một cặp dây, một chiếc dây nhá. Dây này, dây em cắt sẵn để chập dây loa để các bác cùng xem. Mở cho anh cái nắp ra xem nào. Bật anh cái nắp ra. Cái ốc vẽ để đâu rồi? Để ngoài rồi. Ok. Con này đẩy hạng nặng không nhá. Trọng lượng nó 35kg. Máy không, mà 35kg đem bỏ lắp với cả bỏ ốc ra rồi. Để dây trùng này thì nó cho về khoảng 32kg. Trọng lượng 3 con này 35kg bác nhá. Em test cho anh là luôn nào. Bật nhạc lên nào. Cho anh tí nhạc này. Tí nhạc này test lên. Test chống chập cho anh à, chập vào. Đấy, bác thấy không? Khi chập dây vào nó ngắt luôn này, bác thấy không? Bỏ dây ra. Đấy, bỏ dây ra tự về. Chập lại cho anh nào. Đấy. Để bác nhìn rõ nhá, khi chập vào nó báo Bluetooth ngay, ngắt luôn, bỏ ra. Ok. Nghĩa là con này chưa chỉ nó đàn hồi, nghĩa là cái độ hồi của nó ấy chỉ trong vòng khoảng mấy giây thôi. 5 giây là nó hồi về luôn. Chập lại cho anh phát nữa nào. Nghĩa là nó rất an toàn luôn các bạn. Khi các bác ở đầu này, trường hợp các bác bị chập trước hay gì đấy là các bác biết ngay. Các bác đầu dây loa sai này. Đầu dây loa sai rồi, nhỏ ra. Đầu dây loa sai này, tín hiệu bị chập này, thì nó sẽ bảo vệ cho chính bản thân nó. Đó là một cái mà em muốn nhấn mạnh đến toàn thể các bác anh em. Dòng đẩy này thì em sẽ hướng các bác là đánh súp hơn so với full. Tại vì sao ạ? Thì báo cáo bác biết thì tất cả những con đẩy đánh súp trên thị trường nói chung thì đều nó sử dụng là chạy bằng sò tô. Vì sao nó thiết kế bằng chế độ sò tô? Vì những con sò bằng Nhật Bản này này, sò Toshiba 5200 và 1943 các nhá, và 5200, những con sò Nhật Bản này nó sẽ thiên về cho các bác cái tiếng súp, tiếng bát nó dày, nó ấm, nó feel hơn rất nhiều, đầy chắc hơn rất nhiều so với những sản phẩm đẩy dòng khác. Và so với các dòng khác thị trường thì báo cáo bác thì những con đẩy này nó thứ nhất là dễ sửa. Cái thứ hai, những dòng đẩy này nó bền. Bền, đánh và đánh lâu nó cũng không bị hụt tiếng. Tại vì sao ạ? Tại vì nó chạy bằng sò, những hai hàng sò, những dòng đẩy chạy bằng hai hàng sò này nó đánh tiếng nó rất là rền, bền. Khi đánh 7-8 tiếng cánh cả ngày nó bền, nó hồi về nhanh hơn so với những dòng đẩy nguồn xung. Khi nguồn xung các đánh lúc đầu có thể là ok, nhưng đánh tầm 2-3 tiếng sau nó sẽ bị hụt hơi. Nó nóng lên sẽ hụt hơi, nó không những dòng đẩy nguồn xuyến đâu nhé. Các bác đi chơi nhiều biết rồi. Đấy. Nhưng chẳng có nhược điểm của nó là nặng thôi. Đấy, có mỗi nào đánh giá là nhược điểm là mỗi là nặng thôi. Xách đi là hơi nặng thôi. Còn đâu là về độ bền, an toàn, tiếng hay thì chắc chắn là những dòng đẩy này là chắc chắn là hay nhất rồi. Mà em muốn nhấn mạnh đến toàn thể các bác, mới đây là mẫu đẩy chính hãng được bên mình nhập về, chỉ có 4 quạt gió nhá. 4 quạt gió tản nhiệt.
M4 và gió tản nhiệt nên nó không ồn, tiếng nó rất êm luôn. Đấy là cái em muốn nhấn mạnh. Một con đời chất thì bao giờ em sẽ quay được nội thất, vì quay nội thất thì bao giờ để ngắm được những cái linh kiện của nó, nó không cần rút điện đâu, vì con dòng này đây là cái này bọc rồi. Những con đời chất thì bao giờ để ý này, ngắm từ các con linh kiện, từ cái phần hàng sò nó ấy, từ cái vỉ tấm tanh tản nhiệt này, từ con sò nó ấy, nó rất là sắc nét luôn nhá, hay từ các tấm phíp của nó vậy, nó rất sắc nét, từ các linh kiện vậy nó sắc nét, tụ hóa sắc nét sạch sẽ, dây tất cả cuốn gọn gàng. Đấy, những con đẩy hàng hãng thường nó sẽ vậy, nhà hàng chất lượng thường nó làm rất là chi tiết. Và đối dòng này nó sẽ sử dụng là hai vỉ, tầng vỉ thôi nhá, chứ là một tầng vỉ đấy, thoạt nhìn bác hiểu nhầm là hai tầng vỉ, sử dụng 2, 4, 6, 8, 10, 12, nghĩa là mỗi một tầng vỉ nó đáp ứng cho một vế, nghĩa là một vế của nó đã sử dụng 12 tụ, hai tầng vỉ là sử dụng là 24 tụ lọc nguồn các bác nhá. Những con đẩy nào các bác cần tiếng hay thì những con đẩy này mà em muốn nhấn mạnh bác là tiếng hay, đánh súp hay, sạch, sâu, ấm. Đây là những gì mà mình nhấn mạnh vấn đề nhà cả. Và thiết kế rất là đẹp luôn, hai tay nắm phía trên rất là khỏe khoắn, với thiết kế là ở đây hình một hình giải sóng rất là đẹp luôn, lưới có thanh lưới tản nhiệt, hai kênh công tắc nguồn đây, cơ chế hoạt động rất là êm đấy, ngắt luôn, nó sẽ có ngắt nè sau bơ em sẽ bật lại nhá. Đấy, nó rất là êm luôn, êm ái, ngắt nè, bốn quạt liền mà có gì thì tiếng nghe sát bao nhỉ, là rất là êm so với các dòng đẩy khác này, rất là êm luôn, êm này, khỏe này, bền này, và giá hợp lý cho các bạn anh em. Tiếng sau các bạn để thấy nó sẽ gồm hai đường hiệu vào và hai đường link, và ngoài ra các chế độ đánh đánh đây là sitte này, chập kênh, thực ra là với con này chắc chả cần chập kênh vì là nó đã đánh khỏe này rồi, chắc chả chập kênh, thường các bác đánh là đánh sụt một cặp luôn. Và ngoài ra thì tín hiệu ra là tất cả cái lưu trích của nó, bác nhìn nào, bác tất cả bằng đồng hết, à quên, bằng inox hết nhá, rất là đẹp và sang luôn. Quạt gió là bốn quạt gió mát máy luôn, đánh mát máy, và điều quan trọng là êm, mà em muốn nhấn mạnh êm, chuyên trị súp kép cho các anh em đánh phun đôi được. Những bác nào mà đánh giải phun đôi mà cần cái tiếng bát dày thì bác lấy cái dòng này rất là ok luôn, phun đôi nhá, phun đôi súp kép, súp kép con 100, con 115, con 120, con 125 các bác nhá. Một clip em xin phép review tại đây, cũng như là review chi tiết test để anh em cùng nghe, cũng như là test về tính năng chống chập trên loa để các bác cũng biết một con đẩy rất an toàn cho bản thân chính nó, cũng như là một con đẩy xịn sò để phục vụ anh em với giá thành hợp lý. Em có nhu cầu liên hệ em qua 3 số hotline đây, hoặc đến cơ sở bên Thủy Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, hoặc 48B cư xá Ba Điểm Quốc lộ 2, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cách bến xe An Sương 500m đến 700m cùng chiều bến xe An Sương các bác nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.